Mọi người nhá, thì hôm nay mình sẽ lên một cái video tư vấn cho các bác về cách chọn cái điều hòa cửa sổ một cục. Thì hiện tại bây giờ các bác phải hiểu là cái dòng máy 9000 BTU ấy thì nó sẽ không còn nhiều. Đó, nó rất là ít luôn vì dòng đời cổ thì nó không có nhiều lắm. Thì để một cái phương án thay thế cho cái con 9000 mà đời cổ đấy thì các bác sẽ phải chọn những phương án nào nếu như không chọn được 9000. Thì đây là phương án lựa chọn tối ưu này mọi người nhá. Thì cái dòng Kozumi 8000 BTU ấy thì con này cực kỳ khỏe luôn, mình rất thích bán dòng này vì dòng này thì thứ nhất là hoạt động là rất là cơ bản, cái thứ hai là cái dòng này gió khỏe như dòng 9000 của các cái dòng đời trước luôn đấy, và Kozumi thì nó cũng có nhiều đời cao nữa đúng không ạ. Đấy thì nếu mà các bác mà không thể lựa chọn được các cái dòng 9000 ấy đấy thì các bác có thể chọn những dòng Kozumi 8000 này cũng được. Thì con này thì mình đánh giá nó cao hơn những con 8000 khác vì cái con này thì cái công suất gió của con này rất là khỏe mọi người nhé. Con này thì công suất gió nó vượt trội hơn so với những cái con 8000 bình thường. Đấy. Thì mình cũng chưa đo cụ thể cái quạt nhưng đại khái là so với 2 năm mình bán thì mình so con này với con 9 thì nó chỉ rơi vào tầm nó phải rơi vào tầm khoảng 90% so với tốc độ gió con 9. Thì những cái mà mình vừa nói thì cái dòng Kozumi thì mình rất là thích bán này, tại vì thực ra dòng này á gió nó khỏe nó phải được khoảng 90% so với dòng 9. Đúng ạ. Thực ra các bạn biết rồi, cái điều hòa cửa sổ một cục ấy của Nhật ấy thì quan trọng nhất là cái tốc độ gió càng mạnh thì làm mát càng tốt đúng không ạ. Ví dụ như có những con 7 ấy, thì cửa gió ra rất lạnh nhưng mà cái gió ra thổi rất là yếu đúng không ạ. Đấy thì nó là cái điểm yếu của con điều hòa cửa sổ. Thì nếu như các bác không có phương án nào lựa chọn con 9000 nhá nào đấy, thì các bạn chọn cho em cái dòng Kozumi 8000 này nhá. Đấy thì nó cũng gần nó phải đạt 90% hiệu suất của con 9000 rồi thì rất là ok cho mọi người khi sử dụng nhá. Đấy thì là một cái lời khuyên như thế khi mà các bác không lựa chọn được con 9000. Thì vì dòng 9000 như em nói từ đầu là nó rất bây giờ rất là hiếm, nó không có nhiều. Đúng không ạ? Đời nó cũng thấp nữa. Đôi khi có những con nó cọc cạch quá thì các bác cũng không thể cứ lựa chọn 9000 được, đúng không ạ? Mình phải đưa ra phương án lựa chọn khác thay thế. Ok, thế thì đấy thì các bác nếu mà cần lựa chọn thì chuyển sang dòng 8000 Kozumi, chỉ có Kozumi thôi nhá. Các hãng khác thì gió nó yếu hơn nhiều đấy.